Chạy coi chừng trong đó có sâu quá nha chạy, có con ghê ghê không? Vô lá mà mặt. Ở trong đó có con ghê ghê không? Có một con ghê ghê à? Đây 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 cô bé. Để mình vô mày lấy, mày lấy thun cột tóc lên cho chay nha. Lấy thun cột tóc nha. Chay ơi. Chay. Đó bây giờ quen với mấy cô rồi đó, thấy chưa? Thôi đừng có lại bứt lá nữa. Bứt sao từ giờ tới ngày đi trụi lá của người ta luôn đi. Ủa nó lấy nào đó, nó tự động lấy luôn hả? Chị đem vô nó đem ra. Trời đất ơi. Rồi bắt trước kìa. Rồi Dung My bắt trước chị. Đây đây coi coi. Rồi xong. Trời ơi các bạn, bay bay kéo váy ba lên kìa. Bỏ xuống, ngồi xuống. Ngọc Ba đang đang quay phim, lẹ lên. Hả? Cái gì đó chị Dung My là lớn hơn chay tháng phải không Lượm? À, hai chị em cũng ngang ngang nhau. Mặt chay với mặt liều. Không nhỏ lên nữa. Làm gì chay? Chay. Mình sửa cho mày nè. Mày mày cho chay, chay ơi cho mình sửa nè chay. Chay không sửa không kìa chay. Chay chay cho mình sửa nè, chị Dung My không muốn nè. Rồi chị Dung My uống đi. Chay không chết ca liền. Ê, kẹt tay em. Lên xe ngồi uống. Làm gì lấy nó làm gì dơ, dơ. Vô nè, vô nè, vô. Con ghê ghê ở trong đó. Đi ra đường chơi kìa, đi bộ ra đường chơi, đi. Đi bộ ra đường chơi. Á sợ nói gì nó hiểu á hả? Ba nó hiểu không? Hiểu luôn. Hiểu luôn. Không có cái gì mà nó không hiểu đó. Rồi giờ quét nhà, quét nhà. Cô Tắm. Cô Tắm quét quét nhà. Nghe đi hai lá không? Bữa nay chơi có quá trời cô chú tới luôn. Ôi trời ơi, trời ơi, trời. Mình lên xe ngồi uống to. Quá thì tóc luôn, tóc bị khô vậy đó. Ừ. Gì? Rớt gì? Rớt cái đó đó hả? Rớt rồi. Rớt rồi, rớt cái gì con? Giải rồi. Giải rồi, ừ. Chay là nói giọng miền Tây đặc gạch luôn mà. Quay đầu. Quay đầu là bờ, quay đầu là bờ. Quay đầu, quay đầu. Móc xe lên, quay đầu. Dễ chưa, dễ chưa. Chạy. Trời có Dung My nè, giỏi ghê chưa. À, chạy có quá trời cô chú tới luôn nè. Mấy cô này là nè, đây là lần đầu tiên tới luôn đó nha. Mấy cô kia thì tới lâu rồi, nhiều lần rồi, mà mấy cô này là lần đầu tiên luôn. À đuổi rồi mấy cô, giờ đuổi với chay giờ đi không chứ không dám chạy theo nữa nè. Thấy chưa thấy anh bị la chưa, anh bị la đó. Con có muốn bị la vậy không? Anh bị la rồi. Con nói đi, con nói a hi hi. Mẹ ơi sao mẹ cười cho nữa đâu có anh vậy. Thôi đi 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 đi. Đó, con chị đi, con chị coi rồi nãy rồi trái. Cái giá đau bụng à. Đau bụng đau bụng rồi. Đau bụng quá. Em đi đau bụng rồi. Đau bụng quá. À. Đi đâu ra đi chỗ nào đây? Đâu đi đâu đi hướng nào? Điện máy xanh đâu? Điện máy xanh đâu đâu? Điện máy xanh đang cứ đứng chờ nó mở cửa biết cho nó biết luôn. Thì điện máy xanh nãy nãy mới vô điện máy xanh xong. Phải không? Cô mới đi vô điện máy xanh đi. Đó, tự vô điện máy xanh này cô chú nè, có người vô mở cửa nè, đó. Bíp bíp, cách bíp, cách bíp. Ừ, đó tiếp đồng hậu đó. Vô mua đồ. Nó năm mới vô mua tivi. Vô kem mít, mua kem mít. Ừ, mấy đứa ngoài đây đứng giữ xe cho nó. Ừ. Điện máy xanh này là mấy cô này đứng là trả tiền là để mở cửa cho chay thôi đó, nguyên 2 tháng nay.
Mua gì? Có tiền trả không? Vũ vô, vũ vô, vũ vô. Rủ vô, rủ vô đó, rủ vô đó đó. Ừ. Rủ thêm, rủ thêm, rủ thêm. Khổ. Nói chung là Tết đã chuẩn bị đi sắm đồ Tết. Đi kiếm coi cái gì ra sắm. Chị mua gì vậy chị? Chạy giờ bữa nay vô quảng cáo cho điện máy xanh luôn nè. Trời trời. Cái đó gì vậy? À cái đó là cái microwave. Con nói đi chay. Microwave. Đó đang kiểm tra coi cái nào xài tốt. Coi có bị lờn không? Có, coi có nút nào bị lờn không? Đó thấy chưa? Người ta đi ra mua hàng rồi. Không có cô chú đi, không có cô chú nào đi mua hàng mà dặn vậy hết á. Bởi vậy mua về xài hư là đúng rồi. Đó, rồi. À. Xuống 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 xuống. Ờ người ta xuống. Nồi nồi. Chảo. Quạt quạt. Quạt nó màu gì vậy? Màu gì chị? Màu gì đó? Màu này màu gì? Màu gì? Ê, thôi 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 đừng 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 có kiểm tra mấy cái đó. Hàng gì vậy? Cái gì? Cắt rồi hả? Muốn rồi hả? Muốn nè, muốn nè. Muốn đó. Chị đang đi giới thiệu cho cô chú. Review review. Cuộc sống điện máy xanh. Đây là gì vậy chị? Muốn đâu? Cái gì? Cái gì? Mẹ. Mẹ sao? Cái này là cái gì? Cái đó là cái lược đó Trang. Cái đó màu gì? Ôi trời ơi, cái đó màu gì á? Cái màu gì? Cái đó màu gì? Không. Oxy. Không, 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 đừng có bỏ đây vậy đó. Không được bình nước con chó đi coi chú. Đâu có tiền đâu mua. Tâm hai đứa luôn à. Nguyên cái điện máy xanh không có một bóng người, cứ vô làm bận rộn. Dễ dễ đâu. Rồi, dễ dễ đâu. Giờ rồi đó, dễ dễ đâu. Đâu có giấy đâu. Chịu quá chay ơi. Thôi 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 thôi. Dễ đó, dễ đó, dễ đó. Không thể nào chờ đợi đi về tới nhà được. Dạ. À, lầm 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 giùm chay, lầm giùm chay. Cô nói thank you. Thank you cô. Giỏi. Thì biết gì vậy? Cái gì? Cái gì? Ờ. Ờ. Say thank you. Thank you. Rồi, đi. Wow. Tháo này ra hả? Đây rồi, để cô tháo cho, để cô tháo cho. Gì nữa? Đi 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 đi, đi vô đi vô. Ghê 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 ghê. Cái gì? Trời ơi, rách nữa rồi. Trời ơi, mó tay. Ớ ngăn bà ghê thì cái bả mày ở giờ cho tới mà
2 tháng nữa đi rồi ba nói tiếng Anh đi tiếng Việt cho nghe. Coi chừng, coi chừng. Ở đây qua Tết là rành tiếng Việt luôn. Tại nó nói 2 thứ tiếng chứ không phải là bây giờ nó nói rành lắm rồi. Nhờ em chơi chay của mẹ mới kìa, lại bà biểu kìa. Đó, mẹ ơi, cũng gần luôn. Cũng gần con móc nha. Đó, con nói nè, con lượng nhờ con. Tính làm gì vậy, đang nấu cháo hả? Cái này nữa hả? Cái này kẹp quá luôn, cô chú mua quà quá trời. À bộ đồ cô mua kìa, wow. Trời ơi bộ đồ này là hình mặt gì đây? Nhiều mặt quá, giống như con trai vậy đó. Nhiều biểu cảm, quá trời biểu cảm giống cây luôn. Chạy đi, can you say thank you? Cái gì vậy? Ừ. À, bởi vậy cái chân lúc cái bàn chân lúc nào cũng trắng tươi là vậy đó. Đi chân không không. Ôi trời. Trời đã rồi. Gọi hỏi như thiệt á chị ơi, em tới 1 1 1 3 6 6, cái này có mấy khúc chân rồi. Trời ơi. À, đó, chơi với mẹ chơi giờ đi bán với dây chai này cô chú ơi, có nè. Đó. Chơi. Leo lên. Đó. Cô về rồi. Nha, dạ, Ngọc về bên đó, dạ. Phượng lộ Bình An nha. Dạ, dạ. Về nha bé, chơi chơi của mẹ em ơi. À, bye đi, bye đi. Bye. Rồi mẹ em ở lại chơi nha con. Mẹ con ở lại chơi, cô về dưới. Bye bye nha. Cô về nha. Dạ rồi, cảm ơn con, gia đình. Cô chạy xe cẩn thận nha cô. Chạy tuốt rồi về ở đi quà. Mình cô chạy ra luôn. Em quá giỏi luôn á. Ở Biên Hòa hả? Biên Hòa Bình Dương hả? Chỗ bán giáo toàn á. Ngay chỗ muốn mồi giáo toàn á. À. Nhìn nhìn tướng coi sang ha. Không không có bụng, không có gì trên. Bản đồ đẹp. Chơi nha bé, chơi chơi của mẹ em. Không bà, không bà bé, không bà bé này. Bye. Rồi mẹ em ở lại chơi nha con. Mẹ con ở lại chơi của Dương Dương. Bye bye nha. Dạ rồi, cảm ơn con, gia đình. Cô chạy xe cẩn thận nha cô. Chạy tuốt rồi về ở Biên Hòa mình là... cô chạy ra luôn. Em quá giỏi luôn á. Ở Biên Hòa hả? Biên Hòa Bình Dương hả? Ngay chỗ quán giáo toàn á. Ngay chỗ muốn ngồi giáo toàn á. Nhìn, nhìn tướng coi sang ha. Không không có bụng, không có gì trên. Vẫn đồ đẹp. Ở đây về tới Bình Dương hả? Giờ chạy lên tới đó phải 2 tiếng mới bay nha. Ôi, mượn vậy, hay mượn vậy. Bà biết gà kêu không bà biết nhập. Bà nha. Bà biết không? Chị đi, can you give her kiss? Can you give her kiss? Không bà miếng nào. Chị đi, bà nhập bữa kêu 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 bánh nè, bánh nè. Bà chở đi xem ra kìa. Đi xin máy không? Đi không? Ừ, mẹ Ngọc lên đi, cho bà chở đi. Nó người quen nó mới chịu đi. Chị đi. Rồi, có hình bánh mới. Rồi về bye bye nha. Rồi em về bye bye. Nha. Dạ. Nó làm gì vậy? Chờ cái gì bye bye cô. Trời ơi. Đừng có đổi. Trời ơi. Trời ơi. Có được không? Chú dính đòn nghe cái chị này. Rồi thôi thôi thôi. Thấy cần gì. Rồi. Hết rồi. Con lấy cà khịa. Cho con để mẹ đi xin bánh khác cho con. Rồi lấy khác. Thấy chưa? Chị đi, can you say sorry? Sorry đây. Can you say I'm sorry? Say I'm sorry. Chị ăn tại tháng ngày làm đổ. Why did you do this? Chị nha. Chị đi, can you say I'm sorry? Con nói xin lỗi chưa? Tại sao con của chị đang ăn, con đang ăn đổ? Sao vậy? Vô lý, đừng có chơi với chay nữa đi. Con lại con ôm chị một cái coi. Con lại con ôm chị, con xin lỗi chị đi. Con lại con ôm chị một cái đi. Rồi đừng có lụm đất lên để mẹ làm bắp khác. Con lại con ôm chị cái đi. Con vi khuẩn rồi nha, đừng có lụm nữa con.
Xin lỗi Dung My nha. Nha. Ở bên cái gì mà bên? Thôi con lại 10 á. Thôi đừng. Bên rồi. Còn ngoài 10 cho xe em ba binh đi. Dài bữa đây có ai binh rồi hư với hào. Thôi tự đặt thôi đừng hết. Nè nè cầm nè. Không mẹ không còn con tại vì con đổ cái đó nè. Con lại con ôm chị cái con xin lỗi chị đi. Đi lại đây. Mày vô chạy không có anh hai ở nhà, anh hai bắt úp mặt vô trường rồi đó. Ủa, thằng ba đi luôn à, bên sạch luôn hả? Dạ, đi nhậu với ba nó từ sáng chiều tội. Nè, cứ thế nó đi từ sáng tới chiều. Trời ơi, cô này thương nghe, mới coi video trái cây của Ngọc ăn sô-cô-la. Nhắn tin Ngân ơi, cô muốn ăn trái cây của trong vườn con quá à. Con gửi bán cho cô bao nhiêu cô cũng mua. Nghe mừng ha. Ở cô ở đâu vậy, cô ở Rạch Giá? Gần ghê, cô ở gần ghê. Bao nhiêu cô cũng có thật nha. Cô chơi khó con không? Kìa chú đó cho bánh kìa, cho bánh cho kẹo kìa, lại lên. Kìa chú đó cho kẹo kìa, chạy ra lấy liền, lại lên. Kẹo. Kẹo chỉ. Lại xin chú đi, con nói chú ơi. Cho con. Kẹo. Please. Con nói cảm ơn chú. Cảm ơn chú ơi. Ơi nữa giỡn hoài. 70 nè. 200. Cái có kẹo là nó đó. Bây giờ 136. Kẹo ơi. 70 đúng rồi. Từ từ chờ chú thối tiền đã. Chú em bán xe. Bánh đó ừ. Có cho Yumi ăn không? Ăn món này. Đó, bậy á. Nhẹ thôi nha. Ôm Yumi đi con. Đi lại ăn bánh đúng rồi. Rủ Yumi lại ăn bánh đúng rồi. Đi ăn bánh nè. Đi ăn bánh nè. Ôm miếng. Ôm mi, lẹ lên. Ôm mi, hung mi miếng. Chị chú đi rồi kìa. Bye bye chú. Đây nè, kẹo nè. Đây nè, chay, trà sữa. Nè, trà sữa. Trà sữa còn ngon hơn kẹo nữa. Đây, đi, lẹ ra. Đường này riết đông nước nha. Ôi, em đang mang đôi dép vậy nè. Rồi. Đây, đi vô bỏ. Ê, đổ. Trời ơi. No. Chị, là con gấp ráp ra đưa cho chị đây, lên đây cho chị đây. Ôi trời ơi, ta thiệt á. Chị ra, chị gấp ra, chị xin lỗi rồi đó nha. Đi, sorry đi. Em mới qua, đổ rồi, ai làm đổ. Coi cầm 2 ly trà sữa giúp người lớn không? Có 1 ly nữa Ngọc. Dạ. Tới đi hả? Đúng không, đi sao? Đi sao? Đây con đi vô bỏ đá vô trà sữa uống. Đi lẹ lên. Đi bỏ đá vô trà sữa uống nha. Đây. Kìa chú nói cho kẹo kìa, chạy ra lấy liền, lại lên. Kẹo. Kẹo chỉ. Lại xin chú đi, con nói chú ơi. Cho con.
kẹo. Please. Con nói cảm ơn chú. Cảm ơn chú ơi. Cảm ơn chú ơi. Cái có kẹo là nó đó. Thấy chưa? 1, 3, 6. Kẹo ơi. Từ từ chờ chú thối tiền đã. Chú em bán nè. Ừ bánh đó. Ừ. Có cho Yumi ăn không? À, đó bậy á nhẹ thôi nha, ôm Yumi đi con. Ờ à, đi lại ăn bánh đúng rồi, rủ Yumi lại ăn bánh đúng rồi. Ờ à, đi ăn bánh nè. Ờ à, đi ăn bánh nè. Con nói thương mi nhiều. Ôm miên miếng, ôm miên miếng, ôm mi lẹ lên, ôm mi hung mi miếng. Thì chú đi rồi kìa. Bye bye chú. Đây nè kẹo nè, đây nè chay trà sữa. Nè trà sữa còn ngon hơn kẹo nữa. Đây đi lẹ lên. Coi cầm hai ly trà sữa giống người lớn không? Dạ. Đi con đi vô bỏ đá vô trà sữa uống. Đi lại lên. Đi bỏ đá vô trà sữa uống nha. Đi. Rồi uống đi. Uống đi. Ngon không? Ngon không? Rồi, ngon không? Được rồi, uống nhiều quá chết luôn. Ngon không? Nhiều quá chết luôn à. Ngon không? Coi chừng đổ nha, đổ là hết uống đó. Đưa miệng vô uống.